ban cho Phật Bồ Đề vô thượng khiến cho vào nhất thiết trí khai ngộ Pháp giới, ban cho huệ rốt giáo của Bồ Tát, khiến cho đắc được tất cả Pháp quang minh không có các đen tối, ban cho trí bất thối của Bồ Tát, khiến cho biết thời phi thời, phương tiện khéo léo điều phục chúng sinh, ban cho biện tài không chướng ngại của Bồ Tát, khiến cho ngộ hiểu vô biên Pháp diễn nói vô tận, ban cho sức thần thông biến hóa, khiến cho hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết thân khác nhau, vô biên sắc tướng, đủ thứ sự khác nhau để khai ngộ chúng sinh, ban cho âm thanh viên mãn, khiến cho hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết âm thanh khác nhau, đủ thứ lời lẽ để khai ngộ chúng sinh, ban cho sức không đuống bỏ, khiến cho tất cả chúng sinh hoặc được thấy thân hình, hoặc được nghe Pháp thảy đều thành tựu không có luống qua. Phật tử, vì đã Đại Bồ Tát đầy đủ hạnh phổ hiền như vậy nên đắc được lực của Như Lai, thanh tịnh đạo xuất ly, viên mãn nhất thiết trí, dùng biện tài vô ngại, thần thông biến hóa, rốt giáo điều phục tất cả chúng sinh, đủ oai đức của Phật, thanh tịnh hạnh phổ hiền, trụ đạo phổ hiền, hết thủa vị Lai, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, chuyển bánh xe Pháp vi diệu của tất cả chư Phật. Tại sao Phật tử Đại Bồ Tát này thành tựu các hạnh Bồ Tát Đại nguyện thù thắng như vậy là Pháp sư của tất cả thế gian là mặt trời pháp của tất cả thế gian là mặt trăng trí huệ của tất cả thế gian là núi chúa tu di của tất cả thế gian cao lớn vòi vọi kiên cố bất động là biển trí không bờ của tất cả thế gian là đèn sáng chánh pháp của tất cả thế gian chiếu khắp vô biên liên tục không dứt vì tất cả chúng sinh khai thị vô biên công đức thanh tịnh đều khiến cho họ an trụ nơi công đức căn lành tùy thuận nhất thiết trí đại nguyện bình đẳng tu tập hạnh phổ hiền rộng lớn thường hay khuyến phát vô lượng chúng sinh trụ bất khả thuyết bất khả thuyết tam muội hạnh rộng lớn hiện đại tự tại Phật tử đại Bồ Tát này trí huệ như vậy, chứng pháp như vậy, nơi pháp như vậy, suy xét trụ thấy rõ đắc được thần lực như vậy, trụ cảnh giới như vậy. Hiện thần biến như vậy, khỏi thần thông như vậy. Thường an trụ đại bi, thường lợi ích chúng sinh, khai thị chúng sinh, an ổn tránh đạo, kiến lập phước trí tràng đại quang minh, chứng được giải thoát không nghĩ bàn, trụ nơi giải thoát nhất thiết trí, đến bò giải thoát bên kia của chư Phật. Học môn phương tiện giải thoát không nghĩ bàn, đã được thành tựu vào môn pháp giới khác biệt, chẳng có tán loạn, nơi bất khả thuyết bất khả thuyết tam muội phổ hiền du hí tự tại trụ nơi trí huệ sư tử phấn tấn tâm ý vô ngại